hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mũ. Một tiếng nhạc. Tiếp theo mình sẽ tô tóc màu vàng. Tiếp theo kính mình sẽ tô màu nâu, màu đen rồi, màu đen cũng được. Mỏ mình sẽ tô màu đỏ. Cái này mình sẽ tô màu xanh. Áo mình sẽ tô màu này, quần. Đồng hồ. Cặp màu xanh này. Tô chân này nâu. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.